Ủa mấy anh kia đâu ta? Hôm nay đi học không ai hết trời. Sao nay đi học không ai ta? Trong vắng cô đơn quá vậy ta? One eternity later. Ủa hai mọi người có siêu năng lực tàn hình hết rồi. Tàn hết luôn rồi. Tự nhiên bình thường vô có đứa bếp xếp gì không ai hết tin cô đơn quá. Ok. Oh my god! Ôi, rớt cái búa rồi! Xin lỗi cho tôi chạy lại đi con! No! Ôi, nặng quá! Ủa sao cầm được vậy? Tại vì tôi là người xứng đáng. Đâu tôi cầm được không? Nãy chạy rớt cái búa không biết. Sao vậy bạn? Bạn thấy hôm nay tôi có ngầu không? Hôm nay bạn là cô đi có phép thuật gì mà đến lớp sớm vậy? Sao bạn đi học sớm vậy? Đây là chắc là Dr. Sichen dịch chuyển thời gian rồi. Đúng không? Có tôi mấy cái đồ mũ này cho tôi mượn chế coi. Thôi, nhẹ hiểu. Thủng quá. Ở đây cầm á. Con nhìn quá. Ghế đó. Sao mà đỡ được? Sao mà đỡ được? Ủa? Lại thêm một lần. Cho tôi cầm thử coi nào, cái autist này á. Mày nặng thế. Nặng quá. Cái này thì tao không có đỡ được rồi. Chẳng đi. Ai cũng cầm được hết, có mình em không cầm được vậy? Cầm lại coi. Bây giờ lấy là không được, bây giờ đưa qua tay để coi. Nè, cầm nè. Cầm thôi. Cầm lên thẳng rồi nè. Rồi, 2, 3. Nhìn giờ đỡ nha. Rồi, ok. 2, 3. Ghê vậy? Thấy ghê không? Lớp trưởng nè. Sao lớp anh? Trưởng, cho lớp trưởng thử. Mạnh lớp trưởng ta. Sao lớp trưởng? Biết nào lớp trưởng không? Rồi, dạ. Cái pha này nó không hề giải chân. Cái pha này không sao mà đỡ được. Ôi.
Nằm xuống, nằm xuống. Nước chỗ đi cấp cứu, đi cấp cứu. Tôi thằng nhân bẻ người lại, bẻ bẻ bẻ. Đây để tôi nắn lại cho. Không, không. Để tôi nắn, đây để tôi gõ cho. Bây giờ lớp trưởng ngồi xuống, lớp trưởng ngồi xuống. Lớp trưởng ngồi xuống đi. Từ từ nắn lại đã không ngồi được. À, coi là người thật sự có khả năng đó nè. Từ từ nắn lại đó. Ngồi xuống đi mới nắn được. Ngồi xuống. Ngồi xuống đi trời. Để cái búa đi luôn cho nó khỏi. Sau này lớp của mình khỏe quá ta. Nhưng mà đưa ngược nó chán ghê. Khỏe trời, nghe thiệt cơ. Vậy bỏ đi thôi. Rồi hết à. Khả năng năng lực của bà chỉ có lên đến thế thôi. Oh no. Sao hai năm mình không lấy được ta. Lại coi Okay. Vui nha, trò này vui nè. Trời ơi. Thôi được rồi, quá cái búa hết đâu sao thằng dành. Bỏ đi. Bỏ khác đi. Nhưng mà sao mấy hôm nay mấy bạn mình mạnh quá vậy ta? Ừ. Mấy bạn tự nhiên cái hôm nay những mấy bạn như siêu nhân vậy á. Chứ sao. Rồi, gãy ghê rồi. Xin lỗi, tôi chưa kiểm soát được sức mạnh của mình. Ôi, cái gì đấy? Ủa? Bằng một câu thần thúy, hội bức tường bảo vệ loài người trở nên suy yếu, cánh cổng đá vũ trụ được mở ra. Thế giới ngay lúc này trở nên hỗn loạn và bị xâm thực. Từ giờ phút này bị xâm thực. Các cái gì? Siêu anh hùng không còn ở hiện tại mà đang ở một vũ trụ khác song song. Hãy mau tập hợp và tìm thêm các siêu năng lực để tạo thành đội chiến binh giải cứu trái đất. Có cái vũ trụ nào mà tôi đang ngủ không ta? Áo. Tôi nằm mơ hay ở vũ trụ khác tôi đang ngủ nè bà. Tôi muốn du hành từ căn vũ trụ với nơi nào tôi đang ngủ á. Wakanda forever. Wow, vũ trụ này anh em có yêu nhau không nhỉ? No! Vũ trụ này đang yêu nhau, còn biết vũ trụ khác sao? Nhưng mà sao vũ trụ khác lại yêu tôi rồi? Nhưng mà đây mình đang ở vũ trụ khác rồi mà. Xong mình đang ở vũ trụ khác song song rồi. Là mình biết vũ... Không, tôi không tin đây là vũ trụ khác. Nếu như mà vũ trụ khác là tôi cao 1m81. Hả? Đúng rồi. Tôi nằm mơ. Không, đúng rồi, cao 1m81. Nhưng mà ở vũ trụ đó 81 là lùn. À, 81 là lùn. Anh em mình là 2m linh mấy mà. Kiểu gì cũng không thoát được. Dẹp hết luôn đi. Ui, cái này có hay lắm nha. Ghê. Đồ siêu anh hùng của người ta làm trò chơi á. Ủa, thì nó trở về đó. Thôi dẹp hết đi. Kìa, hãy mau tập hợp đi kìa. Tập hợp ta nên tập hợp, nhà tập hợp lại. Anh em ê, ta cùng nhau xông pha. Ê, lo cho trái đất quá. Cái biệt đội siêu hùng này mà tập hợp thì cứu được ai ta? Ê, đổi cái nón này, cậu chính là cái người trong Pokemon tên gì? Kim Đồng. Ơi chị. Kim Đồng. Chị nghĩ là Kim Đồng đội cái nón gì á? Cuộc đăng siêu anh hùng đen Pokemon. Ê, cái này đúng rồi, nhớ rồi, cái phim Pokemon. Cái này là gì? Pokemon rồi đúng không? Pokemon. Pokemon. Are you there? Xin chào bạn. Mình là Captain America. Captain America. Cầm hai cái. Captain America. Rồi, Captain America. Còn bạn là gì? Mình hả? Mình là người dẻo. À, trong Fantastic Four. Fantastic Four. Người dẻo. Các bạn biết mình là ai không? Bạn là ai? Ai? Bạn không? Bạn là cái gì đó, giam cha trong Thái Dương Hạ Sa. No! Là trong... Mình là giáo sư X. Nhưng mà ở vũ trụ này mình có tóc mà, hiểu không? Ơ,
không, bạn còn trẻ đó, chỉ thôi, 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 thôi. Chỉ là bạn có tiềm năng mà. Bạn có tiềm năng mà. Ê, vậy tính ra tầm 10 năm nữa bạn liệt luôn á. Tính ra tầm 10 năm nữa nó liệt luôn á. Còn còn bạn là ai? Tôi hả? Con chủ tịch, vẫn là con chủ tịch. Lại vô đây, xịt vô. Ủa? Ôi, người nhện. Nhưng bạn ơi, mình nhớ là người nhện nhà nghèo lắm, bạn nhà giàu mà. Đâu, người nhện giàu mà. Không, mà cái vũ trụ này nghèo. Ở vũ trụ này nó giàu. Ở vũ trụ này nó giàu. Ừ. Ủa nhưng bạn ơi, mình nhớ là người nhện bắn tơ từ đít mà. Là sao ta? Là mới là bắn tơ là bãi. Bạn có biết con nhện không? Em bắn tơ từ đít mà. Xem tơ của ta đây. Bạn thể hiện siêu năng lực kia đi. Rồi. Nó trả ra gì cả, bạn thử quay cái đít đây. Ủa, bắn nhẹ rồi nó ra làm sao ta? Nè, mình không tin, bơ cậu làm người nhện, cậu có thể bò trên tường giúp mình xem không? Bò trên tường mình xem được mà. Đâu bò coi. Bò coi. 2, 3. Ai nó chụp cái tường không? Bé nổi. Bây giờ bò dưới tường không? Wow. Wow. Ê, không, tụi mình mới nằm xuống giống như nó đang bò lên tường vậy. Thế còn bạn xin được bạn làm gì? Ủa, mình đâu có xin năng lực. Đây là chị dậu. Đây là chị dậu. Mình là Wonder ngu ngốc. Wonder ngu ngốc. Wonder ngu ngốc là gì? Không biết nữa. Wonder woman ấy, nhưng mà Wonder ngu ngốc. Sao ở vũ trụ này bạn vô tri hơn mình ta? Tự nhiên Wanda ngu ngốc. Wanda ngu ngốc. Thôi được, nói chuyện với nhóm anh nữa mệt. Thật ra bữa giờ khoảng thời gian vừa qua lúc nào tôi cũng nằm mơ luôn. Tôi nằm mơ thấy tôi nhậu mọi vũ trụ. Ấy nhậu lộn, tôi nhảy ở mọi vũ trụ. À nhảy hả? Tôi là em Doctor Sờ Trang. À tôi là Doctor Sờ Chim. Ôi. Ý là sờ chim lên live stream nhảy á mọi người. Lên sờ chim á rồi nhảy. Nè, tôi biết cái điệu nhảy của bạn, điệu nhảy của bạn nổi tiếng lắm á. Sời ô... Cái gì mà ý sời. Đó. Đúng rồi đó. Ê, tôi tập sờ chim. Nào, 2, 3. Sời. Tuyệt vời. Tuyệt vời. Cảm ơn vũ trụ thứ 15 nha. Đấy. Thì ra là như vậy. Siêu năng lực của bạn hay đó. Tôi thấy siêu hùng này là bị nhiễm hậu quả của việc chơi tớp 180 phút một ngày. Ê nhưng mà tôi thấy cái ôi ôi để tao. Gì vậy? Ôi khổng lồ xanh à? Để tao. Ui ui ơi. Ui 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 ui. Rồi dướng rồi, để tôi lấy ra cho. Dướng cái chân không có đi được. Ô từ đứng cạnh. Đây là hút. Hút. Bế lên luôn, hút ơi. Ủa bạn có phải là Ruth Banner không? Mình đây có biết vũ trụ nào đây? Vũ trụ Đam Mỹ. Trời ơi. Ê nhưng mà tôi hỏi bạn bị tật hay gì? Bự quá, thấy cái nách lại không được. Nhiều cơ bắp quá. Nhiều cơ bắp mà. Giúp. Giúp nha. Giúp. Trời ơi, cuối cùng em bình thường lại rồi kìa, hay quá ta. Ủa, cứng gì cơ. Tôi tưởng bạn bị hầm nách cho nên là bạn phải mở cho nó. Đây. Tôi nói thiệt cho cái tay này to bằng chân của bạn Ngân luôn á. Thôi. Đây là bạn đang biến hình đấy. Tôi hôm nay được xuống vũ trụ này, ai là đại ca của cái vũ trụ này? Bước ra đây xem nào. Đây bạn này đây. Amerithor. Búa này. Amerithor. Ai là đại ca bước ra đây nhở? Amerithor. Captain Amerithor. Đấm thử cái khiên đi mà. Nào. Chào bạn. Sao người bạn nhiều... Tôi là Captain Amerithor. Sao người bạn nhiều vũ khí thế hả bạn? Hả? Không gì đâu hết.
Không, tôi hôm nay tôi được vào vũ trụ bạn. Bạn nói chuyện với tôi, bạn cúp xuống được không? Tôi rất vui khi ngày hôm nay được đến vũ trụ của bạn. Bạn hoan nghênh tôi không? Ê, bà ơi, tôi có một câu hỏi mà bao lâu nay tôi muốn hỏi rồi. Ủa, Húc có bị hôi nách không ta? Bạn có thể ngửi cái gì? Cái gì? Không có bị hôi nách đâu. Bạn có thể ngửi thử, rất thơm. Nãy giờ tôi nín thở luôn á. Ở vũ trụ khác, cái việc hôi nách là một điều rất là bình thường. À là thơm hả? Là thơm. Bạn đứng đây nào, tôi nói chuyện bạn. Ôi, chị múa hello, tên đi đi. Ê, bạn đứng ra đây, tôi nói chuyện bạn. Chưa gì bạn đã đi rồi. Giáo sư có thể làm thế nào điều khiển não nó được không? Tôi gọi đại ca ở lớp ra đây để tôi làm cái lễ nhập môn. Tôi có làm gì bạn đâu. Đúng, bỏ cái tai ra. À, nhập môn, bỏ cái tai ra. Đây, anh. Ủa, em hôm nay đến đây có quà cho anh. Ủa, anh. Xoay. Đây là xoay. Ui, xoay. Đồ ăn heo thì. Chơi chơi. Bạn có muốn to như tôi không? Đồ ăn heo. Đồ ăn heo thì chứ không phải là heo. Ok bạn. Ăn cái này vô là to đúng không? Tôi không cần to nhưng mà nó có cao không? Cao, bạn yên tâm, bạn phải cao gấp đôi. Bạn cao bao nhiêu? Bạn đang cao bao nhiêu? Tôi cao 2 mét. Ở đây, đúng rồi. Còn đâu bạn cao bao nhiêu? Mét 8. Mét 8. Ở cái vũ trụ này nó ăn cái gì kỳ vậy ta? Đây là đồ ăn heo thì. Đồ ăn heo thì hả? Thôi, nhưng mà thấy cũng được, nhưng mà bạn giới thiệu tên đi. Tôi, Đạt Kaio, đại ca lớp 1A. Spider-Man bắn tên á. Bắn tên bằng đít nha. À, bạn. Bạn quay lại nó mới sợ. Ui, ở vút. Sợ thấy chưa? Lợi hại liền. Sợ liền. Dính liền. Té xỉu liền. Trời ơi. Rồi, nhưng mà bạn muốn vô cái lớp này thì bạn phải có một cái năng lực gì đó. Bạn cũng phải có siêu năng lực mới vô lớp mình được. Ưng có tờ thiệt không? Cái năng lực của bạn chắc chắn là khỏe rồi. Bây giờ tôi đố bạn, xách bạn Ngân đi một vòng nữa. Xách bạn Văn Ni đi. Thôi, tôi mà xách bạn Văn Ni thì có khi là tôi nổi máu đấy. Có khi là hôm nay bạn Vũ Thịnh sẽ gồng. Đây, bạn Ngân ok nhất rồi. Nói, Ngân, được rồi. Bạn Ngân là Captain America mà. Thôi, tôi nói thật là tôi đến cái vũ trụ này tôi biết là tôi đang khỏe nhất đây rồi. Ai mà muốn về đội khỏe nhất thì thôi cứ về team của tôi. Thế bên... lại hôm nay làm gì có môn nào mà dùng thể lực? Anh em học, tôi học may giá nữa thôi. Đồ bạn. Nè. Đúng không anh em? Không, bây giờ bạn thể hiện tài năng của bạn ở đây trước đã. Bạn mới được vô cái lớp này học chứ. Cái lớp này tôi nghe đồn là... Ấy, gãy cổ. Tôi nghe đồn cái lớp này các bạn ai cũng siêu, ai cũng giỏi. Đúng rồi. Người thì hát hay, người thì đàn ca sáo nhị tốt, đúng không? Rõ ràng. Sẽ khiến cho tất cả các bạn. Cái gì thiên cái ngoại? Tôi sẽ thiên cái ngoại hả? Quốc ý, tôi. Tôi sẽ giúp. À, ok. Được chưa? Bạn này đòi thiên mọi người ạ. Giúp. Tôi sẽ giúp tất cả các bạn sẽ có một vóc dáng thân hình như muốn của mình. Bạn có đọc được suy nghĩ của người ta không? Có. Bạn đang nghĩ gì? Bảo là tao muốn giết thằng Ngân lắm rồi đó. Trời ơi. Bây giờ lên thể hiện khả năng nhanh lên. Thì khả năng rồi, vừa nói rồi đấy đại ca. Khả năng gì? Khả năng giúp mọi người có một body vóc dáng cân đối. Tao bây giờ dám. Không, cái đấy là phải nhờ quá trình. Cái đấy là phải nhờ quá trình. Còn bây giờ bạn phải thể hiện tài năng riêng của bạn cơ. Tài năng cá nhân cơ. Tài năng hôm nay nhảy để quên ở vũ trụ kia chưa mang lên đây. Tôi đã mở đường cho bạn một cách nhanh nhất rồi là bạn cho lên vai bạn squat cho tôi 5 cái. Thôi tôi để hiện sức mạnh của tôi. Bạn hãy hình trước mắt đi. Bạn hãy hình trước mắt đi. Mày ghê thiệt, mưa này còn mưa cái bố luôn. Gấp đôi canxi để làm gì? Đây.
Ôi bạn ơi. Ok không mà, ok. Ê bạn ơi. Thôi vậy nhờ anh đi. Bạn dùng cái này ói ở đây nha. Nhưng mà có cần Ê, cầm cái búa dễ dàng luôn kìa. Ôi. Cầm cái búa dễ dàng. Ổn. Ổn nha. Cứu. Cày thế nha. Ở thế mình ngồi đâu ở lớp trưởng? Đâu? Lớp trưởng kia, lớp trưởng kia. Không, hôm nay có lớp trưởng gì đâu hôm nay. Lớp trưởng? Đâu có đeo gì đâu. Không có lớp trưởng. Thế mình ngồi đâu nhỉ? Ngồi đâu? Dạ bạn lên bàn trên đầu ngồi bạn. Thôi được rồi, ta sẽ cử đốc thầy chim tấn công. Thôi, cái thầy chim này vai đi rồi. Sợ. Quà của bạn đây, bạn cầm tí chia cho lớp. Chị giấu. Không biết làm gì hết trơn. Chị giấu thì ngồi khóc thôi chứ làm gì. Kết hợp giải cứu chiều cao Thái Ngân. Coi này dễ mà. Im nào. Đụng đầu nhau nha. Đâu? Đâu? Tại em người cao người thấp. Tại em cao hơn, em lùn hơn. Cái này bây giờ một người cao hơn. Tại em cao thấp thôi chứ em đây, em làm lại cho chị xem. Làm lại. Ồ, ở đây tôi cũng đứng tới nách vậy. Tôi đứng tới nách, làm được. Do mấy bạn dở thôi. Do mà em cao mà thấp không đều lại. Không mấy ơi, ở đây là cái cặp nè, mấy nhìn cái cặp bên người ta nè. Làm lại em không? Nè thấy không, tôi đứng tới nách nó chứ nhiều. Siêu năng lực dẻo dai, trò này rất dễ. Các siêu anh hùng sẽ phải ngồi và cúi người để tay chạm được tới đầu ngón chân của mình. Thành tích tính bằng khoảng cách từ phần đầu tới điểm đầu. Ngón tay vươn dài hơn mũi chân. Đội nào có tổng chiều dài nhiều hơn sẽ thắng và giành được 50 điểm năng lực cho từng thành viên của đội mình. Cái trò nhậm thắng rồi, đó là siêu năng lực người dẻo. Nhậm thắng rồi. Siêu năng lực của tôi. Người dẻo. Bắt chân lên đầu được không? Người dẻo. Cô đi. Về đội nhanh anh. Bây giờ chia đội đúng không? Rồi để em nhậm trước nè. Từng người thôi, để đo anh trên đó này. Ở kìa. Đây, từ đây. Các bạn rồi. Đây. Bạn kia ơi, bạn. Rồi, thế bạn sẵn mắt gì bạn giúp người ta. Đâu có giúp đâu. 10. Không, anh em đừng tư. 10 ạ. Ủa? Này đội họ mà, tại sao họ đo ra? Ủa dạ, quên. Ủa quên luôn á, quên tưởng đội mình không á chứ. Hết thở. Nghe nhở? Wow. Anh làm. Giúp. Ôi tiếp được 10 xăng á. Được rồi, để tôi đỏ cái búa lên. 10 xăng. Chết rồi, mình chọn sai đội rồi. Oh, no. Anh bị giãn dây chằng đúng không? Không làm được đâu, đứt dây chằng. Thôi xong rồi đấy. Nhậm được 8. 8. Hai chân. Trời ơi, sụp 2 xăng rồi. Nhậm 8. Úp ra. Lấy không có. Té cái búa tao đè ngủ hành sơn mày liền. Trời té khùng quá, té mình chơi này ngoan mà. Nè, muốn chết không? Nhanh lên. Cái gì mà đo ngón út luôn, tám luôn. Đo ngón kia mà. Giờ tới tôi phải không? Đúng rồi. Ôi giời. Ôi. Không phải thẳng chân nha. Ủa bạn ơi, giỏi vậy. Ôi giời. Ôi. Dài thế. 15. Wow. Làm coi anh thường bạn Ngân của chúng tôi à? Thôi xong rồi đấy. Rồi xong luôn. Đây, đổi đội mà. Rồi đây. Còn Đạt mà. Đạt team em mà. Ôi, Đạt bên mình hả? Ừ. Bây giờ đến bên mình. Quên. Rồi, đo anh Đạt trước đi. Anh Đạt cố lên nè, Đạt ơi. Ghê đó. Trời ơi. Thẳng chân ra. Em không giãn được. Ghê nhanh lên, đo nhanh lên, người ta sắp chết. Ê, không được duỗi tay đúng không? Không được hỗ trợ. 18. 19. 19 luôn. Cái mũi chân ở đây, 19. À, hề luôn.
Rồi làm lại coi. 18 mình cũng thắng rồi. Chưa thắng được. Quá. Chừng mình dài quá mình không làm được. Dồn à? Phan đi làm được, Phan đi ra, Phan đi cần được. Anh Thịnh không ấn được. Nhưng mà Thịnh không có chơi được cái cô đi không chơi được luôn, cô đi không chơi được luôn. Anh Thịnh bị đứt dây chằng. Tôi lộn đội rồi. Hay khi cần hết rồi. Ôi. Ghê đó. Chết rồi. Cần hết tim mình rồi. Ôi, 20 luôn. Gánh tim. Ôi, 20 luôn. Là 38 luôn rồi. Yeah, đến mình cố lên chỉ cần 1 sai thôi. Sao hồi nãy mình có 12 là thế nào nhỉ? Đây cậu nhấc chân này nè. Được nhấc chân không? Bình thật ra là tôi gấp cái đầu tôi vô được mà tại tay tôi ngắn. Cho nên không. Là nhìn có vẻ không. Gập chân phải cho chân xuống nhá. Phải cho chân xuống. Đâu. Không, rồi. Không điểm. Không điểm. Không điểm. Không điểm. Không sao. Đấy, cô đây đi. Thôi Phan đi gánh rồi không sợ. Phan đi gánh. Không điểm. Không điểm. Cô đi, cô đi ơi. Một cái này. Để xuống. Dạ. Không cho ai chơi đè xuống như thế. Ai chơi đè xuống. Đó đi trời, người ta sắp xỉu thế nơi rồi kìa bà. Sao làm được ta? 8. Ủa có 7 cm à. Đầu kìa. Đầu ở trên này mà. Cả trên kia mà, ngón dài nhất kìa. 8 à. 8. Ôi, 8 rồi đi. 20 rồi. 18. Xin thêm một sao. Sao xin giỏi toán đâu nhậm. 20 tầm 18 38 với lại cả 8 là 46 rồi. Không được. 46 với mình có mỗi 8 với lại bạn bao nhiêu? 8 luôn đấy. Thực ra là tôi làm dẻo lắm á mà tại cái tay tôi nó ngắn quá nè. Nó không có qua được luôn á. Đó, cái tay tôi ngắn quá. Sao dẻo dữ trời. Chứ tôi gặp cái đầu tôi xuống đây luôn mà. Hả? Ở lại đi, lại đi. Lại. Lại đi. Ấy, Ủa. Chọn bạn mà chơi. Ủa bên này hả? 50 điểm đúng không mọi người? Đội mình là 100 mà. Lấy bông hoa. Đây, lấy bông. Đúng rồi, 50 cho đội kia. Thế á? À, đồ ăn heo thì. Đồ heo thì. Okay. Heo. Đồ ăn heo thì mà tăng cân. Siêu năng lực kết hợp giải cứu chiều cao Thái Ngân. Ủa? 8 siêu anh hùng bốc thăm làm 4 đội chơi. Có 7 lượt chơi, ở mỗi lượt chơi TV chiếu hình tư thế yoga. Và các đội tranh nhau thực hiện động tác đó và giữ vững tư thế trong vòng 10 giây để đem về 50 điểm năng lực cho mỗi tư thế đúng. Mình có nhiều tư thế lạ lắm á. Nhiều tư thế lạ. Yoga ghê. Có nhiều tư thế lạ lắm không? Lạ lắm không? Ai ơi. Bật bí cho mọi người biết đi, tư thế gì đây. Đi nè, yoga nè. Ok, tôi mới nhậm chung đội nha. Số 1. Tôi số 2. Tôi số 3. Số 4. Ai chung đội thì về chung với nhau, đứng chung với nhau đi. Rồi, tôi ngồi sẵn luôn rồi. Kìa. Ấy. Ui trời ơi, khó thế. Khó gì? Tết rồi. Đi. À, mình tự gặp được mình xong được. Nè. Đấy. Thế là này. Thế là này. Ờ với ờ. Sai rồi. Đúng rồi. Kìa. Đúng rồi. Mọi người đếm chưa? Sai rồi. Đúng rồi. Hello. Đầu cúi hàm xuống. Đấy. Anh nắm cái tay chân chân em lại kìa. Chân thẳng ra. Cúi vào xuống em. Ủa em 10 giây rồi. Cập sâu kìa. 10. Cập sâu vào nữa. Đau quá. 1. 3. 2. 1. Rồi thả ra. Nhìn bữa thiệt chứ. Rồi, xong. Chỉ có mình Fanny với Bộ Thành được thôi. Tại vì tay là phải nắm tay nhau chứ không có nắm chân nhau. Ê, nắm tay nhau mà. Nhưng mà bị dưới vạch rồi. Oh no. Rồi, này dễ mà. Im nào. Đụng đầu nhau nha. Đâu rồi? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Quá dễ. Ok. Rồi chỉ có Thái Ngân với Otis được thôi nha. Em. Bên đây bị lệch cái người rồi, nó không có đều với lại cái người. Đâu? Tại em người em cao người thấp. Cao.
hơn, em lùn hơn. Cái này bây giờ một em, người cao hơn. Em cộng thấp tôi chứ bọn em đây em làm lại cho chị xem, làm lại. Ồ, ở đây tôi cũng đứng tới nách kìa. Ồ, tôi đứng tới nách. Bên đây có người cao tôi lắm nè. Ồ, ồ, đây, ồ là do mấy bạn dở thôi. Do bọn em cao, cao với thấp không đều lại. Không mấy ơi, ở đây là cái cặp nè, nè, mấy nhìn cái cặp bên người ta. Làm lại mà. Nè thấy không, tôi đứng tới nách nó chứ nhiều. Tự nhiên giờ thấy chiều cao có lợi ta. Là còn nhanh nữa. Eo đó. Thôi tiếp đi. Lượt này là ba đội có điểm là đội Nhậm, đội Fanny với đội Thái Ngân. Yeah. Ủa dễ quá. Trời ơi, gì luôn. Cầm hai tay ra. Nào. Cái này phải thẳng lưng nha. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ok. Fanny Vũ Thịnh được. Ủa? Em đúng mà. Thấy mình sao vậy? Mấy đội kia không thẳng lưng. Không tin được trọng tài. Em làm được. Ui, em là người nào? Em là người nào? Thấp xuống. Cho anh nằm lên nè, em nằm xuống cho. Nè, à, được, anh được. Gặp cái gối lại, gặp cái gối lại. Em xuống được cho anh nằm lên hơn em nhé. Không, anh gặp cái gối. Quá đơn giản luôn. Em nằm lên người anh đi. Ngồi thế, người ta không làm nữa. Quay ngang, không. Lần này đội nào đúng đầu tiên mới được tính nha. Chê bị vướng rồi. Vướng rồi. Đội này giành quyền ưu tiên rồi. À, đến đi. Không sao, không sao. 1, 2, 3. Đếm đi ạ. À. Đếm đi ạ, à, em mỏi chân quá. Đếm đi ạ. À. 5, 4, 3, 2, 1. Đội Trần Nhậm được điểm. Con này được. À. Sao em không được? Đau hẳn quá, đau hẳn quá. Đây là đúng rồi mà. Lần này tính là đội nào làm xong nhanh nhất. Nhưng mà em vướng em làm nhưng sao được. Nhưng mà vướng mà. Ôi mẹ ơi. Dành nhau làm nha. Thịnh. Ngồi xuống, giơ chân lên. Giơ lên. Đùa chứ xếp một thằng cao, thằng thấp, chân dài, chân ngắn. Chết rồi, chân khác nhau thì sao? Ôi chị đi. Chân. Ây, để giữ cái tường nè. Chân dài, chân thấp. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Đội đạt được điểm. Đội đàn kia được điểm. Em tay ngắn mà không có tệ. Đội này chân ngắn mà không nhớ được nhớ chân này. Tay ngắn mà không có tệ. Anh em mình bây giờ có được một điểm ấy. Đây cái gì đấy? Không làm được đâu. Nhìn nhau. Ông ơi, ông vướng quá ở đấy, ông được. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Đây, sau số nhá. 3, 2, một đội Thái Ngân đội đạt được. Đầu lưng quá. Mấy em không kéo cho nên được. Được rồi, mình được. Ok, thấy mình làm sai rồi. Ê, tung lên đường nữa. Ê, cái này cẩn thận nha, chật khớp ấy. Gãy xương rồi. À, đâu quá. Gió lạ, thổi qua Nhậm rồi. Rồi. Hả? Chết bè rồi. Được. Anh lên em đi, anh lên. Lên. Ông ơi, lại bắt đầu chiếm luôn. Rồi, 9, 5, 8, 4, 7, 6, 5, 4, 3, 2, chân 1, em chưa? Đặt vô nhanh nhất. Anh bỏ chân em mới đúng, anh bỏ tay chân em. Anh bỏ tay chân em đó. Đội đạt. Đấy. Đội đạt nhanh nhất rồi. Chị ơi, đến đội nhanh, đội này nhanh nhất nha. Anh không thấy hả? Không thấy, nhưng mà mình bỏ lên kịp rồi. Mấy đội kia đâu có bỏ tay anh chân đâu. Có mà. Có mà. Có chứ bỏ đâu. Ai cũng có hết hả? Có mình đội mình không có. Về sai đội rồi. Chọn bạn mà chơi ở đây rồi. Thấy sai lầm cho tít. Không sao. Thôi, chưa tới cuối cùng. 30 chưa phải là Tết.
Đúng. Rồi công bố điểm nha. Ba đội 100 điểm là đội 1 cô đi Nhậm, đội 2 Đạt Hùng, đội 3. Fanny Vũ Thịnh. Đội 4 là cô Tiết Thái Ngân là 50 điểm. Tít ơi là tít. Được điểm này tí được phát phiếu bé ngoan rồi. Đúng rồi, đúng rồi. Hả? Đúng rồi. À, giống này mẫu giáo đi học vậy à? Hơn có 100 mà. Hơn 100 rồi đúng không? Xin lỗi. Làm gì vậy ta? Đá cầu à? Qua Hùng ơi, quả cầu đâu rồi? Uống nước ngọt nè, sô-cô-la nè, ăn ngọt nè, chịu ngọt chịu lạnh. Ăn cái này. Ủa? hơi cái này chứ một muối đúng không ạ? Đây là hột trứng vịt lộn à? Là sao? Thi xem bên nào ăn nhanh hơn à? Thi xem bên nào ăn nhanh hơn đúng không? Ủa, cái em xung phong uống chai nước được không? Phải uống hết mày. Okay, xong rồi. Ba, hai, một, bắt đầu. Ăn trước em nhá, kem nha. Thôi em nhanh nhá. Đang trứng đi. Xong rồi sao? Người nào ăn trước ăn đi. Ăn đi. Ăn đi để người tiếp theo được ăn. Cắn miếng. Nhanh. Cắn miếng rồi. Yo. Nhanh, có thể ngủ không? Em xé thôi mà. Cô mẹ ơi. Nhanh, mày đang ăn rồi. Kìa, ăn đi. Nặng miếng to vào. Lạnh à? Ôi, ướt à? Giống như ăn rồi. Kìa, đội kia chặn lên ăn đi. Chơi xấu à? Bỏ vào mồm á. Ăn hết. Đúng không, ăn hết được. Rồi lại ăn, sau đây bỏ đất, cắn nhả đất. Ăn hết đi. Thôi tí vòng lại này ăn tiếp nha mọi người. Không được. Không được, bên người ta ăn hết rồi nè. Cố lên, ô tít. Phía sáu. Thôi. Chặn lên ăn đi. Giờ tới mày rồi đó. Úi giời, gặp đúng sở trường của Nhậm. Nhìn kìa, ui giời. Ai ăn sô-cô-la vậy? Nóng quá. Yummy. Vậy sao mà em không để người ta ăn nè, tí ăn rồi tí khỏi ăn cơm. Còn ăn cơm, tính ăn cơm luôn hả? Lên. Rồi, ăn nước, mì đi, ăn mì đi. Chảy nước miếng, chảy nước miếng. Xin phục vụ. Nhìn theo. Xin phục vụ được không? Nóng quá. Mình đúng thèm luôn á. Cố lên Nhậm ơi, hay quá Nhậm ơi. Rồi, tới tôi ăn trứng nha. Tôi ăn trứng nha. Còn trái nước ngọt kìa. Rồi, xong chưa? Thế thì anh cho ăn. Em tuyên bố xin bỏ việc đâu, sở trường đạt rồi. Xin bỏ cuộc đâu. Cái này sở trường của mình. Ủa, rồi các bạn ạ. Uống nước vậy? Mình chỉ ăn một giây thôi. Chưa, đợi chút. Đi lên ăn đi. Nếu không đủ không à? Chưa mà. Vẫn thi mà. Ăn đi. Trứng bên kia ăn. Ôi, đánh đâu, bên mình đâu? Tính bên nào xong nhanh trước. Ông lại còn đợi bên kia để ăn chung á, ngáo lắm. Ờ, từ từ phải xong mới được rồi chứ. Ủa, ăn chứ không rồi mà. Bên tôi ăn xong rồi. Thế chưa, vẫn uống nước mà. Chai nước. Thì như nhau mà. Cái này là để cho nó đỡ, cho nó cho xong rồi, mà xong rồi, không ai uống này đâu. Nhanh. Rồi. Cái này có được ăn phụ sô-cô-la không chị? Không, ai ăn xong là em tiểu đường luôn á. Thật đấy. Sô-cô-la nhỏ này chứ. Sô-cô-la được ăn phụ không chị? Ăn cả thanh sô-cô-la này về tiểu đường thật đấy. Nghe ra nguyên đội ăn cũng được. Tôi ăn hết chỗ rồi nhá. Thì đó, nguyên đội ăn đi, ăn phụ đi, ăn phụ đi. Tôi sức khỏe lắm mọi người. Thì đó. Tao còn đang uống nước trước vậy. Thôi mày yên ra chừng những ăn. Ăn đi, ăn đi, ăn nước đi. Ăn ăn cá ăn không cứng rồi, ăn khô rồi. Ăn không cứng rồi mà. Xong trứng rồi, xong trứng hết rồi. Không khó rồi. Uống hết cả nước rồi không kìa. Uống hết cả nước rồi. Uống hết cả hai chai nước đúng không? Có được cho ủng hộ không ạ? No!
bên đó chưa ăn xong sô-cô-la mà sao uống nước rồi? Thôi thua luôn đi. Uống hết rồi. Đúng rồi. Ý là chưa ăn hết sô-cô-la sao uống bây nước? Bây giờ mới ăn mà. Do bên này. Này vẫn để nguyên à? Không. Vứt ra nước đi mà uống nước hết rồi nè. Ý. Đúng rồi, cái đi. Ăn hộ này, quý này, bạn ăn đi. Bạn ơi. Căng mà nó uống. Xong rồi, em xong rồi nhá. Hiểu sao, hiểu sao. Ê, không được uống hết này nữa. Uống nước đi. Ngọt ăn thua rồi. Bên kia thua rồi, làm gì có ai uống được chai đâu. Chỉ có tôi, siêu anh hùng mới uống được. Uống đi. Uống nước đi. Nhiều quá nó à. Nhiều chơi em đúng. Cái thật thiệt. Cái gì cũng thật quá nhở. Ừ. Đây đồ tội, thế cũng bị thật quá. Cái nó cụ mà ngọt quá. Cô ăn đúng một cái thanh gà như này. Ê, mày mà không được uống cùng với nhau vậy. À, thua à? Ok. Nước này để cho nó đỡ ngọt thôi. Huyết xáo à? À là phải uống hết luôn. Anh ăn có một thanh thôi đúng không? Còn chai nước ngọt kìa. Huyết xáo, huyết xáo đi. Cái thanh x đôi combo ngọt dã man nhức đầu luôn. Hey. Kìa còn chai nước ngọt kìa, tu đi. Làm gì có? Làm gì còn? Đây. Đâu bỏ chai đâu. Nuốt luôn rồi. Sao đấy quần anh gân phồng phồng kia. Hay chai coca đấy à? Không có, cái đó là cái khác vào nhá. Em tưởng anh giấu chai coca ở đấy. Thích cỡ ngang coca. Tại do bên bạn thắng trước rồi cho nên tụi tôi không uống nữa. Bạn chơi phải cống hiến đi chứ. Răng nghe mà. Bên kia chịu thua rồi. Bên lục á là bên Ngân đang thắng. Tại vì mọi người đang ăn và uống từng món của đội bên đó. Nhưng mà bên Thái Ngân đang bỏ cái chai coca đó rồi. Nên là nếu mà uống cái chai đó thì mới được tính là thắng. Đó, uống đi. Em uống cho. Uống. Ủa không. Tru. Uống đi để thắng. Cái này một người uống đi nha. Vậy chia được mà. Không được chia. Sao nãy bên kia bấy cái sai luật nè. Chia cái chai này thôi. Chia cái này thôi. Chính là bây giờ bên em ai mà nhận uống hết một chai này bên em thắng. Đúng rồi. Kìa Trần Nhậm. Đây để tôi. What? Thôi để tít. Để tôi khui cho. Khui rồi. Khui cho. Khui rồi. Khổ vậy ạ. Đây mình sushi à, là nào thua uống. Hảo. Kinh lắm. Không uống nổi đâu thật. Thảo cái này có đá là dễ uống. Cho em xin cốc đá được không? No. À, kìa. Không được. Chơi thế thì chừng. Anh vừa được uống một hơi hết rồi. Anh vừa được uống một hơi hết rồi. Sao nhìn nó giống như rượu thuốc quá à? Ờ, mình tưởng tượng là uống thuốc đi. Sushi đi, mày uống ra. Uống vô mà ải chị chết luôn rồi. Không lẽ mình đam mê danh vọng nó vậy sao ta? Nói gì đi, trà chanh đi. Chưa được huy chương bao giờ, cố huy chương đi. Đam mê danh vọng không? Cố huy chương không? Cái này là bản lĩnh. Bản lĩnh của một người đàn ông. Bây giờ bạn có cố gắng đi nữa thì bạn cũng chỉ còn 50 điểm thôi. Bây giờ cộng no. Mọi người được cộng, bạn cũng còn cách mọi người xa lắm. Bạn cũng cố gắng được không? Bạn cũng muốn cố gắng được không? Đâu nè, 10 chai. Cố lên. Rồi. Mình phải chứng minh năng lực của bản thân mình. Uống đi, uống đi. Đến chai ai cũng nể bạn luôn. Bờ anh em ai nể bạn luôn. Gắng thiếu cho ô tiết vậy. Tặng 50 điểm. Tôi thì tặng 50 điểm của tôi luôn. Thôi. Thôi gì? Đây, tôi lại nè. Mọi người 150-200 hết rồi, ô tiết rồi 50. Ôi sao vậy hả? Ủa ai cộng với ô tiết thêm 50 vậy hả? Nãy ô tiết cộng chung với đội anh là 100 mà. Đúng rồi. Ôi mà. Sao có 50 điểm vậy? Đâu, nãy mới nhìn mới 50 hả? 50 là cậu. Đây này. Ơ, cái đó là tôi tình nguyện mà. Sao anh lấy của em? Em thì được con 150. Em 200 anh tào lao. Em bằng điểm với lại cả cô đi mà. Được, em khác đội anh mà. Bây giờ còn 10 giây cuối cùng, nếu mà đội Thái Ngân không uống á thì là tính đội kia thắng nha. Đây còn 10 giây kìa, Không, không chơi à đâu, không chơi bữa đâu. 9, 8, không ai biết đâu. 30 giây còn may ra đếm. 6, đếm đi tới đầu 5, cho thêm 20 giây suy nghĩ nữa được không ta? 3, uống lên. 2, đã chạm vào phải uống. Thằng này, cái thằng này. Uống giờ thôi, khát nước. Ok, ôi kia bây giờ hết giờ rồi chưa uống nhá. Thôi không nói đâu. Uống vô là hết quay tiết sau luôn á. Thiệt.
đội Vanny thắng nha. Đội Vanny được 100 điểm. Có đội ai đang nhiều điểm nhất không mọi người? Đấy, đội bên đây. Đội bên đây. Cody, Fanny, Vũ Thịnh và Kyo. Chứ sao Cody lại bị ít điểm hơn những người này? Rõ ràng nãy trước khi vòng này là Cody nhiều điểm hơn những người này mà. Đâu bằng. Đâu bằng mà. 50 là 100 thôi. Kìa vào lớp kìa. Giờ lớp không biết làm gì. Học à? Đi học hả? Mệt quá. Thế thì có một bội thực bảo sao mặt Otis nghẹt ra. Siêu năng lực nhìn thấu thế gian. Nhìn thấu thế gian. Vừa giờ để ý xem ai cứ nhìn đấy. Ai hay nhìn. Ngân. Anh Ngân à? Ngân có mắt kính. Có kính đúng không? Càng dài thì người ta nói càng không đúng thôi. Ồ, nói trước hay là tôi nói trước? 1, 2, 3. Tung 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 tung. Thích là người yêu thứ mấy của Fanny? Thích người yêu thứ mấy Fanny? Thích người yêu thứ mấy Fanny? 10. Trời. Tóc của bạn màu đen đúng không? Đoán xem. được. À, người bạn yêu nhất tên là gì? Duyên. Hả? Duyên. Người bạn yêu nhất tên là gì? Duyên. Chắc mẹ quá. Yeah. Mẹ đúng không? Ok. Cũng được, hợp lý. Bắt đầu là mỏi khớp nách rồi nha. Không biết hỏi gì hết trơn. Giờ hỏi gì vậy bà? Hỏi nó bụng bầu nó mấy tháng. Ờ, bụng này mấy tháng rồi. Đố bạn biết được. Giờ tôi hỏi tiếp nha. Đoán xem. Đoán xem. Rồi xong hai đứa mình là biết số phận rồi đó. Đổi không? Trời ơi, mỏi tay quá. Thì bên nào thả xuống trước bên đó thua hả? Ừ, bên ai mỏi tay trước bên đó thua. Cái cuối cùng là hai anh em mình thi chứ không phải hai người nào. Thôi hỉnh sao chơi lại, nhìn tương lai bạn muốn cưới ai? Bây giờ Nhậm càng hỏi thế là Fanny càng biết là Nhậm đang muốn nói gì. Chắc gì, bây giờ em chưa chốt cái cuối, hiểu không? Chưa chốt đến cái cuối, hiểu không? Cưới chồng. Ừ, hay quá vậy. Hay. Thế bạn đó bạn biết được tôi sắp hỏi bạn gì không? Chịu. Chịu. Được. Tôi kêu anh em mình giống kiểu là round 1 bắt đầu. Bạn thích đáng yêu không? Trả lời đi bạn, bình thường, không gì phải sợ. Ai? Ủa tôi nói gì đâu? Có thích đáng yêu không? Round 2 bắt đầu. Trả lời đi, đáng yêu không? Trả lời rồi thầy đúng không? Mình muốn trả lời sao người ta trả lời chứ. Ok, lấy bạn hỏi tôi đi. Thoải mái vậy, bạn nói gì cũng được, nói đi. Tôi á, tôi suy nghĩ xem tôi nên phải nói gì với bạn. Anh em ơi, 6 giờ sáng nha, Nhanh nhá, mỏi lắm rồi nhá. Nâng hộ đi. Gì vậy? Sao á ta? Tấn công mà em, tấn công mọi cách vào. Không biết nói gì hết. Đẩy nó về, đỡ bàn nó kêu kìa. Ừ, thì thôi bạn. Bạn có yêu mẹ bạn không? Hả? Có yêu mẹ bạn không? Tôi có yêu mẹ tôi không á? Bạn gọi cho mẹ tôi hỏi xem. Không, đừng nói từ đấy luôn. Em bảo là bạn gọi cho mẹ tôi hỏi xem mà. Đó. Hỏi là tôi có mẹ tôi không á? Bạn vừa mới nhắc lại là bạn hỏi tôi có yêu mẹ tôi không á? Đúng rồi. Có. Nhầm có nhắc lại tôi không? Nhầm có nhắc lại tôi không?
Nhâm hỏi là không nghe rõ tôi là có yêu mẹ không á. Nhâm nói câu đấy. Nhưng em không nghe rõ nói gì mà. Nhưng mà Nhâm nói từ không ở trên đây. Xuất sắc. Cây bút đâu, cây bút đâu. Nhìn tụi mình nhắm mắt luôn. Hỏi ý. Thôi hỏi ý gì. Kiểu gì vô tình đúng không? Hiểu không? Ok. Bây giờ ai cầm đây? Ok. Không ý. Sao mời? Mời bạn đi. Chứng vê đồ. Không được đấy, không được đấy đâu. Không cho nhắc. Trời ơi, khó rồi, bắt đầu khó rồi. Không nhắc gì đâu. Không nhắc nhá. Anh em chơi fair play. Lùi lại đây. Đúng rồi, anh em chơi fair play. Kiểu gì cũng sẽ nói, anh yên tâm. Kiểu gì cũng sẽ nói. Rồi xong luôn. Rồi xong luôn. Hai. Cầm bàn lên, hồi hộp, cố lên, 2, 3, bắt đầu. Tấn công trước đi. Anh biết nói gì đâu. Tấn công trước đi, làm gì cũng được. Không sao, bắt đầu. Tấn công đi. Giờ muốn sao? Giờ muốn sao? Không nói gì cũng thắng ấy nhở. Giờ muốn sao? Không, phải nói nha, không được im lặng nha. Giờ muốn sao? Ok, im lặng hoài vậy? Im lặng hoài không được im lặng. Từ từ. Rồi đấy, để nói. Nói đi. Mùa xuân. Hà nở. Là vì ngưng. Oh no. Lùi lại, cho kem mắt hình nè. Bây giờ hát cũng được, hát vui vơ cũng được, cứ thoại là được. Thoại đi. Thoại cái gì? Đôi mắt đẹp đấy. Đôi mắt Pleiku. Chiếc môi quyến rũ đấy. Oh no. Chiếc môi quyến rũ. Mũi đẹp đấy. Ơi, mỏi nha. Mỏi á. Em chính là người anh đây tìm kiếm. Đôi mắt đẹp đấy. Em là ánh dương của mặt trời. Chiếc môi quyến rũ đấy. Đứng lên nhậm. Đứng lên nào. Đâu biết đâu. Đại thính á. Cầm em cầm đến mai luôn được. Cầm em như nên ra rồi vậy. Thế mới hồ hỏi á. Thôi mệt quá. Làm gì làm lại đi. Từ. Làm gì làm lại đi chứ. Nói không? Thế nhưng mà làm vậy thì thấy sao? Nhú dẻo đi. Nếu như mà làm vậy thì thấy sao? Nhú dẻo đi. Kìa, làm như kia không mỏi rồi. Ủa tiếng đó thì đưa tay rồi. Không, để gì được mà, sao đâu. Ủa tiếng sắp mỏi rồi, kiên nhẫn lên. Cố lên, kiên nhẫn lên. Cố lên. Trời, nó không căng thẳng như tôi thường. Gì vậy ta? Anh em mình là chị em. Hay Hảo. Đúng không? Chứ em nghĩ chúng ta là gì? Em muốn chúng mình là gì? Anh muốn chúng mình là yêu. Không biết luôn. Đầu tồi. Đồ gốc. Đầu tồi. Đồ gốc. Đầu tồi. Đồ gốc. Đồ gốc. Tít. Có lần. Quay tít với nhậm xác định rồi. Em cầm mày mai được thật. Gì ghê vậy? Cầm thế mày mai luôn. Nhanh đi, ô tít sắp rụng cái nách rồi. Đi
người ta phải dùng tư duy, hiểu không? Thường một tiếng chúng sao? Người ta phải nói tiếp đi, nói gì nói đi. Nói gì không biết nói. Thịnh với cô đi chưa chơi đúng không? Chưa. Hai người vô luôn đi. Chơi bốn người một lúc luôn nè. Ok, lấy cái bảng. Gì hú hồn vậy? Phải đi làm sao ấy nhở? Để là thói quen đấy nhở? Anh chị ơi. Hỏi Hùng cái bài mà Hùng sáng tác cho mình là bài gì? Kìa. Nói nhanh đi, đồ tồi ơi. Ơ kìa. Hỏi đi, hỏi đi. Cậu đúng là những đồ tồi thì thật sự luôn. Tồi, đồ tồi, đồ tồi. Đồ ngốc kìa. Nhìn mặt ngốc ra luôn. Phải đi, phải đi. Xong rồi. Gì? Xong gì? Đâu, chưa xong, chưa, không phải. Xong gì? Sao? Xong gì đó? Chưa xong. Anh ấy cố tình đánh bài lảng ấy. Mọi người tập trung đi. Xong rồi đúng không? Xong rồi. Chưa xong. Chưa xong. Xong rồi. Chưa. Làm như vậy mà. Chưa. Na. Na. Ờ tí. Cái gì vậy? Cái gì xong rồi? Xong tôi rồi. Mỏi không? Mỏi không? Xong chưa? Xong tôi rồi. Xong là xong ô tít. Ây da. Có cách nào đi. Thoại đi kìa. Sao bên kia không nói gì vậy? Ừ. Bây giờ phải có trọng tài bắt hai người thoại. Đúng rồi, câu giờ quá. Nãy giờ nói, nãy giờ nói quá trần trời luôn. Chỉ có những đồ ngốc, đồ tồi này thôi. Hỏi 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 Hùng là Hùng viết bài gì cho anh Lưu Hoàng? Không ấy, không. Nói kệ đi. Ủa, gợi ý rồi coi như. Không được. Trời ơi, chắc là người ta trả lời đó. À, bạn... Bạn... Ủa, nó ghi từ bạn hả? Ủa? Ai chiến thắng là người kiên nhẫn nhất. Nhưng mà chơi im ra. Ngân ơi là ngân. Nhưng mà chơi im ra. Chơi không có phe. Đại còn đến đây nữa. Cặp đôi này nữa thì Otis được xuống. Ủa? Ôi hả? Ủa thật tiếp quá. Thế bây giờ chẳng nhẽ để Fanny à? Chẳng nhẽ để Fanny vác cái đấy à? Ê, cứ nói gì với nhau vậy? À, xong rồi, xong rồi. Xong rồi, cuối cùng. Cuối cùng một từ đấy con nói rồi. Thôi xong chưa, kết thúc rồi. Chưa. Nói rồi. Chưa. Ây da. Không, tôi không tính đâu, không tính. Hùng cái bài mà Hùng. Tại bây giờ không biết nói gì ấy. Bây giờ mọi người có đổi người bê bàn không nè? Cái gì ạ? Có đổi người bê bàn không? Không, sao không chết rồi. Hai người chơi không? Bọn em vừa dính cái bàn luôn rồi. Dính từ đến cuối luôn. Thôi đi. Tới tóc luôn này. Chơi xong chết như vậy nè. Được, tôi chơi xong chết bạn. Tôi chơi hả? Tôi chơi xong chết. Tôi chơi từ cuối buổi bạn với cái bàn luôn. Xong chết như vậy luôn á. Ok, không sao cả. Chơi đi, hai người talk đi, thoại đi. Chúng ta là gì? Chúng ta là gì? Nào, nói nào. What are we now? Bạn. Ok. Hay. Tiếp. Mà tôi không thích làm bạn. Tôi thích đọc rap. Yo, what's up? What A, B, C, D, H. Ờ kìa, nói gì vậy? Quên. Ờ kìa. Anh ấy kìa vui vậy. Anh ấy kìa vui vậy. Ờ kìa. Ờ kìa. Alo. Ờ kìa. Oh no. Cái này giống như cho hai đứa này đấu với nhau đi. Ủa. Khó quá ta. Khó thật. Hay để được kêu ông bà đổ tôi khúng này. Bây giờ lại thơm Fanny. À bây giờ chơi bài ơi. Tránh xa ra. Tránh xa ra đồ tồi. Bây giờ uy hiếp ở mắt quá. Mày gì? Mày gì? Mày ai nữa? Mày khác. Mày gì? Mày gì? Mày gì? Ủa, mày mò. Nãy không nói thì bây giờ đi ra. Mày mò, mày mò nè. Đồ gì? Đồ gì kia? Gì là gì? Đồ kia. Đồ đây đồ là gì? Đồ gì? Đồ mạc. Cô đi lại. Ôi, bị gài rồi. Còn một game nữa. Thắng rồi. Xuống đi. Quyết không xuống. Không, tôi quyết không xuống. Còn à. Tỷ số là 2-1.
Bây giờ mà em mơ cái bài này tới cuối buổi em thắng nhậm là em 300 điểm nha. Ok, okay. Em phê cái bài này từ cuối buổi em chỉ cần thắng thôi, không cần điểm. Cái siêu năng lực sức khỏe hậu Covid bốc thăm chia làm hai đội ở mỗi trò chơi cử đại diện lên thi đấu. Đội thắng mong thì tôi thử thách đem về 5 điểm sức mạnh cho mỗi thành viên. Kẹp đùi, vật tay, vật mông, vật bán chân. Mỗi người cố gắng banh đùi đối thủ. Một người cố gắng giữ chân để không bị banh hoặc ngược lại. À, biết cái trò đấy rồi. Vật mông kẹp đùi là sao? Kẹp đùi vật mông như là này lấy nè. Hai cái mông kẹp vô. Nè, chân ở trong này rồi ở trong đẩy ra ở ngoài tập khác vô ấy. Làm sao cho nó không có bị ấy. Vật mông này. Còn nó vật mông thì vật kiểu gì? Vật mông. Nhìn nó cho nó vậy. Bây giờ như này. Okay, bây giờ okay. Hai ông này ra vật tay trước phân thắng bại luôn. Tay trước đi. Ok luôn. Ok, tôi đổi sang tay trái đã, từ tôi đổi các bạn tay trái. Rồi, bây giờ Otis. Phân thắng bại luôn nó phải xong không? Đây, đứng đây. Bây giờ làm gì? Vật tay. Tay à? Thử thách gì á? Ủa alo. Bye. Chắc chưa? Không được. Okay. Có thế của bạn. Ok. Để tay đây, tay bạn tìm vào tay tôi nữa chứ. Okay. Tay bạn để lui ra này. Tôi làm gì có tí thế nào thế? Tôi bật cái gì? Tôi làm gì có đài bật, bạn phải lui tay về đây này. Lùi tay về chút. Phải lùi tay về đây. Ok. Ok à? Được chưa? Rồi. Từ từ. Thấy mày yếu ấy nhỉ? Vậy à? Không sao. Cố lên. Từ nào? Chuẩn bị hô này. Ê, để đây, ai lấy bạn tôi ra đây. Tự rơi ông à. Nào mọi người nhớ, ở đây vẫn còn siêu năng lực. Nhớ vẫn còn siêu năng lực để các bạn có thể xài ở trong cái vòng này nhá. 1, 2. Tôi cảm thấy tôi mất không có thế gì luôn á. Tôi cũng làm gì còn tí thế đâu. Nè, bạn để tay giống vậy đi. Đi. 1, 2, 3. Oh my god. Tổ ba. Thằng được rồi, ok, thua vật tay nhưng mà không để rơi bàn. Bàn nó rớt rồi mà. Bê tiếp. Bàn rớt là bị ngã, người ta vẫn cầm lên luôn đấy, chứ không phải là người ta muốn rơi bàn đâu. Đây là bị ngã theo. Đúng không? Rồi, sau trận chiến vật tay vừa rồi thì Otis sẽ là người chiến thắng. Ê, thắng cái này thắng bàn luôn đi. No. Không thể nào rơi bàn được, không bao giờ để ra ngoài đúng không? Không, đấy là bị ngã đây, tôi vẫn cầm chặt lên luôn đây, hỏi đàn rồi, em rồi, tôi rồi, có rồi. Làm sao mà tùy rơi bàn. Tiếp đi, né lại chỗ khác. Đấy đi, nào đứng vào thế đi đã, không chơi xấu. Fanny. Ta là người tàn hình. Rồi xuống đi, anh vẫn đứng yên như thế. Tàn hình thì sao? Thì đứng yên đi. Bắt đầu rồi mà, mọi người đã bắt đầu xong. Chưa. Dùng siêu năng lực.
Nhưng mà chưa ai nói bắt đầu mà, bắt chưa đầu được đi rồi. Gì luôn. Nhưng mà bắt xương là không vậy. Nhưng mà em là người tàn hình em, mọi người không được đâu biết em làm gì đâu. Ủa, Thanh đi đâu rồi ta? Thanh đi đâu? Đi đâu rồi? Em đi có Thanh đứng không tàn hình vậy? Em là người tàn hình. Thì trong một phút đó em muốn làm gì em làm thôi. Đó, cậu chơi lại cũng thua. Còn chơi sao, chơi vậy cũng thua. Không thua được. Nếu mà em chuẩn bị thế thì không thua được, hiểu không? Em đẩy cái nào mà em không ra. Lúc anh lỡ nhưng mà em tàn hình rồi, hiểu không? Có nghĩa là nhà, tại vì giờ anh biết rồi. Còn nếu mà lỡ anh không biết á thì anh đâu chuẩn bị thế được. Đúng rồi. Đúng không? Lại đi. Rồi tôi sẽ chơi cái kẹp đùi. Đây, kẹp đùi. Không, ngồi lên ghế chơi. Anh bà. Anh đừng chơi. Đứng dậy. Gì bà? Cuộc chiến của tôi và anh Ngân. Gì vậy? Thôi đổi đi. Đổi gì? Không, chơi đi, không. Mười giây. Bây giờ bắt đầu các em quýnh anh Đạt xỉu được không? Rồi, chuẩn bị nè. Em có siêu năng lực thì phải lấy hết ra nhá, để cứu Ngân, hiểu không? 3, 2, 1, bắt đầu. 5, 4, 3, 2, 1. Rồi, chẳng rồi. Chưa. Ê, anh ơi. Bây giờ kèo ngược lại. No! Rồi chơi đến sáng luôn. Thì bây giờ mọi người ở trong một lần. Chơi một lần thôi kìa. Chơi một lần thôi. Yeah. Chơi hai lần rồi ta. Chơi hai lần mà. Lúc nãy đã giao rồi là chơi có một nãy lần một thôi. Lần thôi. Nãy tôi nghe một lần à. Okay, hiểu chưa? Bây giờ nếu mà em qua đúng đây rồi, là... qua bên này là ai thắng, qua bên này okay. Là anh Nam thắng, qua bên okay. Này là Hùng thắng. Ok, đầu chân thế. Có thối không ạ? Thối đấy. Đầu á. Nào, chuẩn bị đi. 1, 2, 3, bắt đầu. Hai bức tường xinh đẹp kia ơi. Hả? Xong rồi đó. Thắng bức tường xinh đẹp kia ơi. Thắng bức tường xinh đẹp kia ơi. Mình lại. Rồi, ok, thắng rồi, siêu năng lượng. Cô đề thắng. Ủa sao không chơi đi? Năng lực của tôi là con cháu cha, ý cái đó là gọi là gì ta? Người đi xuyên tường, có nghĩa là người quen của bức tường. Có thể nhờ bức tường giúp đỡ. À. Trời. Thì kêu bức tường vô chơi chứ. Không buồn gì ơi. Giúp đỡ thì kêu bức tường vô chơi. Năng lực của tôi á là kẻ phản bội. Ví dụ như thấy cái này đội ít điểm quá, tôi qua đội kia. Mà tôi không muốn làm điều đó. Yên tâm. Không làm hả? Không làm để tôi làm cho. Rồi. Quý khùng. Quý đúng khùng luôn. Nhưng mà đội mình thắng 3 rồi mà. Làm không? Không làm ý tôi đấy còn. No. Rồi. Thôi giờ chuyện cái này. Thôi giờ chơi trò khác đi. Hết rồi đúng không? Không. Để đi dậu. Tôi giữ cái xấu xa cho mình. Rồi đội 2 là đội chiến thắng được 100 điểm. Là đội em đúng không? Là đội Thanh Ni thấy ngon Otis. Dankyo. Ta là người khổng lồ siêu mạnh. Thắng rồi. Mọi người không được chơi rồi. Mình đây, thử thách của mình đây. Người khổng lồ siêu mạnh, năng lực sức mạnh vượt trội, chiến thắng bất kỳ thử thách nào cần sức mạnh tay chân. Hô to lên tên mình, cởi phanh áo thể dục để thấy chiếc áo màu xanh lá đang mặc bên trong. Đấm mạnh xuống đất và hô to ta là người khổng lồ siêu mạnh. Thắng rồi. Xong rồi. Ông không nói sớm để chương trình sắp xếp hả? Không, nhưng mà ủa? Tại vì bên kia định hô này, bên này à. Nghe trộm ở bên này định hô. Hô nào đội mình mà. Nhưng mà ông ở bên đội kia. Là nếu mà ai đấu với ông thì mới thắng thôi, chứ không phải là team mình thắng nguyên game. Hồi nãy tôi cũng nghĩ như thế đó, đây thông minh cùng luôn. Anh đây thông minh. 30 chưa phải là Tết.
Ta-da. Thằng này nó có xương lực khác. Thầy khác đội tao à? Sao mày lừa tao? Đây là đội mình nè, mình là đội với nhau. Mà đội mình đúng không? Không, đâu có đội mình đâu. Nè, đội mình nè Hùng, anh ơi, chơi đi cho vui. Em với lại... Nó có xương lực phá được phần, xương lực đạp. Không, mình đây, đội mình đây à? Đói. Master D. Ta là người phong ấn. Dán vô đầu nó. Ơ nhưng mà cho em hỏi. Nhưng mà từ từ cho em hỏi, nếu mà đặt kêu mà nói thế là qua luôn này à? Là trời chơi ơi. Tiếp. Hai ông mày xảm quá. Tự nhiên mất hai cái nhiệm vụ chả làm gì. Oh no. Rồi quỷ bỏ chức năng này. Mày xạo. Rồi quỷ bỏ. Chơi tiếp anh em. Nhưng mà chức năng này cảm game sau vẫn được à? No. Nga lêu lêu. Bị hủy thế à? Đà lêu lêu. Chán à, lêu lêu. Tôi cũng hãnh diện là vì không phải một mình tôi như vậy. Tôi có đồng đội rồi. Tôi có đồng đội. Xài gì thôi. Trời ơi, ông mà coi như thế thì từ nãy giờ quay mất 5 phút. Mỗi ông nói một câu là xong. Dakio. Ta là người khổng lồ siêu mạnh. Thắng rồi. Mọi người không được chơi rồi. Tại vì bạn nhìn đô quá. Ok thôi về. Ta-da. Xong rồi tụi mày. Kìa, hai bên chơi đi. Rồi chơi. Mày là khổng lồ xanh nữa mày. Nhắm chơi lại cương thi tụi tao. Ba tiếng mặc cái áo tư đâu giờ. Nóng tắt hết cả mồ hôi. Làm bị quỷ rồi. Chức năng. Ý là chức năng của nó thắng rồi. Rồi hai tụi mày bỏ cái bàn ra chơi cái trò này được không? Không. Giờ bỏ bàn ra đi để anh thua cho. Không. Nó để anh thua cho. Anh thua cái cuộc chơi này để cho các em thắng. Em cứ bỏ đi rồi em bỏ. Bỏ đi. Kìa, hoàn sushi đi. Bên mình đâu nhỉ? Bên mình đây à? Mình đây với ai nhỉ? Mình đây. Thần. Cô đi với anh Thịnh với ai nhỉ? Với lại nhầm. Dạ. Hỏi anh cái đường dài này là sao? Dừng tay lại. Hả? Né qua cho cái cam bắt tao coi. Cái gì nữa vậy trời? Là cái gì nữa? Cho tao chơi đi. Ê, giờ đồng hồ rồi lên làm gì nữa quên rồi. À, giờ đồng hồ lên. Mặc áo tràng, mọi người muốn về sớm đúng không? Mặc áo tràng vô. Ờ, sao đây? Ta là pháp sư thời gian. Ta sẽ hoàn tác cái chức năng của đi lại. Dừng lại. Tao chưa dùng. Ta là thần nhận. Ta là thần thấm thêm. Ta sẽ lệnh cho tất cả đóng băng trong vòng 30 giây tiếp tục chơi đi. Ủa là sao? Để làm gì? Để mình chơi trò chơi thôi, xong mình thắng. Ủa có đi ngoài vậy? Chơi mà, rồi hủy chức năng xong. Sao hủy chức năng? Thì chưa chơi còn gì? Cô đi ơi, không đi. Về đồng đội mình rồi. Chưa chơi mà. Rồi xong, bảy. 27. Đó chơi 26. Gì sao chơi. Ôi, còn chức năng của tôi sao? Rồi đã. Thôi, thì sau 30 giây là đừng làm tiếp. Không ai lại hỏi làm tiếp. 23. Mình đứng im, đứng im, đóng băng, đứng im. 20. Tao chơi. Chơi đi. 18. 17. Mọi người kia chơi thì chơi đi, chơi đi. 16. Chơi kìa. Xoay mà voi. 15. Ủa anh em mình đóng băng mà, Anh em mình được chơi. 13. Đội mình được chơi. Đấy, nó làm chi mà. 12. Từ em được chơi không anh? 11. Một mình nhắm ơi. Xoay vòng coi 5 vòng xong lên đây nhảy. 8. Thôi để cho nó chơi đi, 7. Ơi, nhớ sử dụng là coi. Mọi người biết chức năng tôi là gì mà đúng không? 5. Cho nó chơi đi, cho nó chơi đi. Rồi hết giờ rồi. 4. Rồi. 3. Thôi. 2. Oh, kêu. Rồi, nhậm. Hoạt động trở lại. Rồi, sử dụng năng lực đi nhậm.
Rồi, ủa sao xin được xong rồi hả? Ở đây nè, nha, ra đây làm chi mệt lắm nè. Ê, hết giờ, em thấy nó bỏ cái bàn. Hết giờ, nó bỏ cái bàn. Không nha, đây năng lực của tao, tôi được quyền bỏ xuống nha. Ủa, nhưng mà hết giờ rồi, bạn phải cầm. Hết giờ đi, cầm lên đây. Bạn phải cầm trước khi mà... Hết giờ, cầm lên đây. Không, bạn phải cầm trước khi hết đóng băng, đúng không? Đóng băng đi, đóng băng thôi. Hết đóng băng, cầm đây. Bạn bỏ hai lần rồi. Tại vì hết thời gian rồi. Đừng cãi nhau nữa, đừng cãi nhau nữa. Thua rồi. Không qua mày mệt mỏi lắm rồi đúng không? Rồi bạn ăn dây. Bây giờ tôi hoàn tác mắt cho đi lại cho Đạt vô nó thắng đi rồi khỏi chơi trò này. Rồi xong rồi đó, bên này thắng rồi đó, bỏ trò này vô ông bên đi. Đó. Sao? Anh Kyo chỉ thắng được một lần thôi. Thì bây giờ tôi hoàn tác này là nó chức năng vẫn còn. Nhưng mà Đạt Kyo chỉ thắng một lần thôi. Còn đội em vẫn phải chơi. Thì thắng rồi. Thì thắng một lượt thôi. Thắng một lượt thôi. Thắng lượt cho nó thắng luôn đi. Không được. Thưởng cho. Thắng một lượt làm sao? Thắng một lượt là ví dụ Đạt Kyo chạy lên với anh thì thắng đúng một lượt đấy thôi. Ai cũng như tôi. Tôi không cô đơn trên thế giới. Thôi, mất, mất, mất chức năng. Mất chức năng, mất chức năng. Em bảo nè là bây giờ anh hoàn tác lại thì Hùng vẫn còn cái chức năng đó. Còn anh Đạt Kyo đâu có bị mất đâu. Em nói thật, bây giờ không? Chơi một lượt nữa là xong rồi. Là anh Hùng, anh Đạt Kyo Đạt Kyo, Đạt Kyo vẫn bị mất chức năng đó. Chỉ là hoàn lại thêm cái này. Em mình thổi cái nữa là xong rồi mà sao mọi người quăng quá vậy? Mà sao mà bây giờ? Bây giờ cho nó thắng luôn đi chứ chi mệt vậy? Chơi chi? Có xài năng lực đâu. Chỉ thắng được một người thôi. Là những người khác mới chơi. Thì còn được xài nữa đâu. Ba người còn lại vẫn phải chơi mà. Quá mệt mỏi. Thôi bây giờ chơi một lượt để thắng rồi nè. Chơi đi. Tôi áp lực với cái lớp nữa mọi người. Thôi em chơi luôn thổi xong rồi nè. Ờ, thì ra bạn là phát thi thời gian đúng không? Ủa có chơi nữa không? Tôi đã cho nó thắng luôn. Vậy là cũng dòng họ với pháp sư. Rồi bên kia có chơi không? Chơi đi nè là. Rồi. Ủa chóng mặt phết đấy. Đây rồi. Oh no. Ủa vậy là Master D vẫn còn phong ấn nha Master D nha. Còn một cái. Rồi một người nữa kết thúc rồi nè, một cái cuối cùng nè. À là em cũng còn phong ấn đúng không? Đây. Để anh đi. Nhanh một cái cuối cùng. Đi. Quay ra. Quay năm vòng chưa? Kể đi. 1 2 3 4 5. Ok. Rồi. Cái cuối cùng. Rồi xong. Ủa? Thế thôi mà nãy giờ cứ phải hồi lại. Thì tưởng là nó thắng luôn mới làm cho nhanh. Thì nè nhanh hơn anh làm rồi đó. Bây giờ tôi còn siêu năng lực này. Cái gì nữa? Không muốn. Đã xong rồi. Ok. Bạn không muốn làm gì nữa, bạn muốn quay lại ngược lại thời gian không? Chơi lại này. Nó mệt quá. Mấy cái chức năng vô chi thật sự luôn á. Không có đâu, cái người xài vô chi á. Em thấy là cái người xài nó bị vô chi á. Nãy là tưởng là nó chơi là nó thắng cái game nó luôn. Nãy nó là thắng luôn mà. Thì hồi nãy tôi cũng tưởng như vậy đó, cho nên tôi vô chi đó. Sao mấy bạn vô chi theo tôi luôn? Từ, bởi vì lúc nãy là Thái Ngân đã hoàn tác thời gian, cho nên là Trần Nhậm và Quang Hùng vẫn còn thực hiện năng lực được nha. Nhưng mà bây giờ tóm lại là Nhậm và Otis ai là người thắng? Nãy bây giờ chưa ai thắng. Bây giờ hai này nè. Tại vì hay là đây. Nó sử dụng năng lực nó. Xong rồi á, nó quá 30 giây mà nó không cầm cái bàn á. Em phát hiện thấy. Không. Không cầm 30 giây nào. Thật ra, băng người ta chạy về thật ra nếu như theo anh thấy thì nãy giờ hai lần á là nhậm là tính nhậm thua. Nhậm thả bàn xuống hai lần rồi. Nhậm quên mất những. Tù ba. Thôi. Hai. Kìa. Rồi. Quay lại. Rồi, sử dụng năng lực đi nhậm. Rồi, ủa sao xin được xong rồi hả? Ở đây nè. Ra đây làm chi mệt lắm nè. Hết giờ, em thấy nó bỏ cái bàn. Hết giờ, sao em nó bỏ cái bàn. Quên mất cái việc của mình nữa là nhậm thua rồi. Theo anh thấy như phải như thế. Quên đâu, em chạy đến đấy mà. Không, anh theo anh thấy là 30 giây kết thúc đang lại lúc đấy. Em nói mà em không phát hiện ra nhậm. Không, bây giờ em nói nè. Nãy giờ nếu mà chơi như vậy á là nhậm hồi nãy chơi vật tay một lần là rớt bàn một lần rồi. Rớt nhưng mà rớt là bị ngã rồi rớt chứ tôi nhặt lên luôn chứ không phải là tôi thả ra hiểu không? Nhưng mà Otis đâu có bị rớt. Nó không rớt vì nó không vật tay, nó không thò vào. Ok. Rồi bây giờ hai đứa này vẫn chơi đúng không? Đúng. Không. Tôi. Còn Vũ Thịnh này, Vũ Thịnh khả năng là gì? Khả năng của anh là gì? Anh để dùng cuối cùng thôi. Cái khả năng của anh là gì? Em còn chức năng kẹp phản bội mình dùng chẳng thể để làm gì đúng không? Chức năng của thằng kia là khả kẹp phản bội. Ủa có Hùng là cái gì nhở? Hết rồi. Phong ấn à? Nó xong rồi. Ấy. Kìa. Ủa vẫn còn á?
Ủa? Đôi ta ở trên tình bạn dưới tình yêu. Thôi chắc nhường cho Nhậm thắng cái trò đi thôi. Chứ nó mình thắng nó 2-3 lần mà nó không chịu khuất phục. Hãy biết buông bỏ. Ê, đi Phật dạy rằng hãy biết buông bỏ. Phật dạy. Tao thấy mệt luôn á. Cái nhìn khổ ngày hôm nay chứ. Là mình thắng bại trong tâm. Đúng không? Các bạn đồng ý không? Trong lòng người hâm mộ. Thắng trong lòng người hâm mộ. Gọi lắm. Bạn thắng rồi. Tôi quyết tâm tôi phải cho nó phục. Tôi về đây. Ok, nó thua em rõ ràng nhưng mà nó bắt em phục. Đây các bạn ơi, các siêu anh hùng Bắc Hâm chia thành hai đội, mỗi người một người bồng và một người được bồng. Cúi thấp người và đi qua thanh xà ngang. Đội nào đưa được người qua vạch thấp nhất sẽ chiến thắng và giành được 100 điểm về cho từng thành viên của đội. Em đồng băng. Rồi chơi trước đi. Anh bị Fanny. Hai đứa chơi trước đi. Rồi ok. Nhiều biết khi đó. Không tí nữa thì. 2 3. Trước. Phải giờ phải thấp đến tầm này chứ em. Hai là ok. Chọn đi. Chọn hai bế đều được. Bế đều được. Ơi khúc đầu bế đi. Đấy. Chơi đi, chơi đi. Tiếp cái hồi nãy. Nào anh em rớt rồi còn hai tôi. Ừ. Anh chọn em à? Đúng rồi, chừng nào rớt đài thì đó tụi tôi. Cao không được, đi thấp để anh chọn. Giờ ơi cái này có cái gì đâu. Phát hiện con tích 12 năm cộng mày đi học. Ê cái này nó cũng rất là đau quá. Sao anh không để anh nhậm cộng. Để thấp thì. Sao bạn đi học nhanh vậy? Sao niệm dữ vậy? Sao niệm dữ vậy? Cẩn thận tụt quần kéo tí đây. Áp xuống. Rồi qua. Không này mà. Ủa? Sao? Bây giờ đang có máy tìm vậy? Được luôn, tính thấp nhất của team thôi. À thế nãy giờ mình nhảy lên làm gì bị hâm à? Hai ông mày vụt nhau đi. Nói nữa không? Nói. Vậy tiếp tục đi. Bị lệch nè bà. Cái gì vậy? Anh Ngân có nhẹ hơn không? Anh Ngân 55kg. Ngân 55kg. Bằng nhau á. Bề Fanny đi. Ô thích bề Fanny. Thì cho thầy. Ôi sợ gì vậy? Sợ gì? Chơi đi, điên hả? Chơi đi. Chứ mà em cũng dạ. Nặng lắm á, chứ em không có ốm đâu nha. Ồ, xuống đi. Ok. Thử ra. Quả là rồi. Kiểu gì ô tít lưng á, sập lưng á. Rồi lại cố. Kiểu gì ô tít sập. Không phải đâu, lịch sự với anh. Đây kìa, chơi cùng đi. Không, ý là em cũng nặng à, chứ em không có ốm hơn á. Hay da. Tôi thấy Otis chơi hết lượt này là Otis quải rồi đó. Được. Hồi nãy Otis còn đeo cái bàn máy tiếng đồng hồ mà. À. Tại vì đeo mới mệt á. Giờ đeo thêm một người có sao đâu. Mình thắng rồi sao? Mình như một chiến thắng đâu á mọi người. Tiếp được không? Nói không? Rất nhẹ nhàng và tình cảm. Thôi để tôi thay cho lượt. Bây giờ anh Ngân không anh đâu. Ngân đóng đi. Được không? Được. Khoan. Cùng leo lên cái thợ. Nhưng không khoảng chừng là ai anh Ngân thấp mà. Để nó biết ông chủ chính là ai đây. Đi đi. Đi đi. Ê. Không được. Thấp nữa. Ta là Trần Nhật. Ta là Trần Nhật. Ta là thần sống xếp. 20 giây. Rồi đứng em. Rồi đứng 30 giây luôn. 6, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, à, có 18, cái giọng ra được mà. 17, 16, có thể bắt cái giọng ra được mà. 14, lên. 13, truy sức mạnh 12, đi. 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Rồi qua đi, qua đi. Chạm rồi. Bước qua đi. Mỏi lắm. Ủa không xuống được hả? Khó lắm ạ. Không có thấy, tại tôi không có thấy. Thua chưa? Rồi bên kia thắng đi chứ. Anh em bị hèn quá. Ủa phải chơi chứ bộ. Lão hai rồi. Gầm nhá, xin nhan đi. Anh xin nhan. Chưa được đâu. Thấp xuống nữa. Ok. Qua. Thoải mái rồi. Qua.
qua rồi. Sao nãy mai chị mình bây giờ tôi qua được đội bạn chịu thua luôn nha. Chơi không? Ủa, bây giờ không? Bây giờ phải cộng thêm đi đúng không? Đố vậy hả? Thôi tôi dùng cái cuối cho nhanh nha. Thôi 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 lẹ đi, chức năng gì lẹ đi. Thôi cho công, cho công anh đi đây. Thì nhanh đi, cái này cũng không qua được. Ờ kìa. Thôi cho nó nhanh. Chia sẻ cho thầy một xíu đi. Rồi. Bao nhiêu bài, bao nhiêu buổi quay rồi, chia sẻ thầy một xíu thôi. Thầy cong đi. Ai cong. Thầy còn phong ấn mà, thầy còn phong ấn mà, đừng cho. Thầy còn phong ấn mà. Không, tôi cho. Thì anh cứ sử dụng của anh đi. Thì thôi được rồi, cứ qua đi xong anh phong ấn xong được. À nhau qua đi cho anh lấy hình xong được. Thấp lắm. Không qua được đâu. Qua được. Không qua được. Cứ qua đi. Còn cống tôi nữa. Cống mà. Các bạn đang thử ngữ tương thấy nặng không? Sập luôn, anh tin không? Sập luôn ở giữa, không qua được. Hay. Em cảm giác là không xuống được đâu. Vừa giờ em đã xuống hết sức rồi. Hấp xuống. Nếu mà đến mức này em chưa chắc em làm được ấy. Chạm tay á, chạm tay không? Tay được chạm tay không? Sao? Đừng thôi chứ. Miễn sao tôi không giảm chân thôi chứ. Đúng rồi, miễn sao Yeah. Qua rồi đúng không? Thôi, Vũ Thịnh. Gì vậy? Gì á? Chơi tiếp đi. Tiêu diệt Otis xong rồi, nhóm đội này còn mỗi người này thôi. Mỗi người rồi. Là sao? Năng lực là gì ấy? Năng lực là gì ấy? Tử thần. Hả? Tiêu diệt tử thần. Nói một người là người đó chết luôn. Thật ra chúng tôi còn có một người có chức năng phong ấn. Xong rồi đâu nữa? Thịnh ơi, cái năng lực của em là phải viết tên vô sổ. Bây giờ em không biết cái cuốn sổ đâu đó chị. Thì không xài được. Tôi nói rồi nhanh. Vậy là không được tin. Ủa không chơi tiếp. Dạ ủa chơi, chơi tiếp đi Đạt, chơi tiếp đi. Cho Đạt vô chơi tiếp đi, Đạt vô chơi được mà, chơi đi. Số vực của mình qua rồi mà. Đâu đội này chưa chơi cái mức này đúng không? Rồi tiếp các bạn đó. Bò này tới sáng luôn á. Chơi được, chơi như nãy vậy. Bò như vừa giờ gì? Ừ, nãy bên kia được bò thì mình được bò. Miễn là mình không chạy chân được. Phải quyết tâm như nó chứ. Ok chưa? Anh Thịnh xin nhan đi. Thấp bò xuống đi, bò đi, thấp xuống, qua luôn, thấp luôn, thấp xuống, 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 ok. Rồi xuống một cái nữa rồi, còn hai nấc nữa, gán đi. Khó thế. Khó thế. Ô tít kìa. Bạn tìm Nguyễn Sổ sao bạn không tìm? Thôi, mọi người muốn chơi thì chơi đi, cho tao test tao. Có gì test. Vô. Vô. Muốn chơi. Được không? Cúi xuống, bò này xuống. Thì bò được mà. Không, phát này chưa chắc đâu. Bò được. Bò qua dễ. Có cái cuối bò qua dễ mà. Rồi, tới rồi bạn. To, bây giờ to bước lại. Bây giờ to bước lại mà. Không vẫn lợi đâu. Thấp luôn. Thấp vẫn xuống nhá. Khuyển xuống. Đừng, thấp xuống nữa. Rồi, ok. Quay. À. Rồi, cái cuối nè. Cái cuối. Bây giờ đội bạn chui qua được này tôi thua luôn, khỏi chơi. Vậy chui qua trước đi. Không, trước sau đội này chơi trước đi. Chơi đi kìa. Thì đằng nào bên nó trả thắng. Chui trước thì chơi trước đi. Ôi, cô đi lên đây. Chân anh bị đau, anh bị đâm chân. Quỳ mà. Quỳ mới đau. Bây giờ nhanh nào. Đau đấy. Đây. Thì đằng nào bên nó trả đủ 4 người. Người đó biết đâu, lỡ cái này nó thua sao. Thì bởi vậy cho đi trước. Nữa, xuống nữa. Xuống nữa, đúng rồi, xuống nữa. Qua đây. Qua đi. Ôi trời. Anh ngân bất à? Ngân bất cây. Ôi trời, chưa có hết được. Ai rồi thế, anh ngân bất cây. Cái gì? Ngân bất cây. Trích ba. Ok, sao phạt tôi thẻ đỏ được. Rồi bây giờ tuyên bố đội thắng đi. Rồi bây giờ chơi mức này thắng nè. Cái đó chỉ có trường qua thôi à. Tôi thấy tôi bác bản nữa rồi đó. Bây giờ tôi đổi đội, tôi được cộng 100 điểm đúng không? Đúng rồi. Phạt vô. Nhưng mà có giải quyết được vấn đề gì không? Thì ra
là phút chót nó vẫn có thể suy nghĩ ra chuyện đó mà tại vì không đủ nên nó không làm. Bây giờ em chứ bây giờ em cao thắng Master đi nó cũng không cho anh thắng đâu, nó còn phong ấn mà. Ôi dạ. Không không mà bộ đi tôi cho thắng luôn. Là sao? Bây giờ Otis thành bộ qua vùng lại phong ấn Otis. Không phong ấn cho thắng luôn. Đâu được đâu, bây giờ cho dù có đổi đội gì à. Đúng. Ngày hôm nay thì điểm số các bạn rất là cao. Ui. Toàn 600 ở đây, như các bạn cao điểm nhất là gồm có những bạn là Cody, Đạt này, Funny. Đấy, còn Otis với cả Trần Nhậm thì thôi không phải nói. Anh Niêm mà anh phải kể cho rõ đây, em đọc điểm. Đứng sau Trần Nhậm có lại 3 người, Otis này, Quang Hùng, Thái Ngân 450. Đọc và đọc đúng. Mình dùng mỗi đi, mình lấy 100 điểm mình hơn nó. Chơi luôn. Lấy 100 điểm nhớ trừ 50 cộng thêm 50 hiểu không? Tức là bỏ cái 50 thành 100 thì nó chỉ được có 500 thôi. Kìa nhận hơn chưa kìa. Thôi, bỏ đi. Ok, nó đây. Nụ cười đã tắt. Có bao người nào? Mặt. Nụ kìa em có rồi. Trời ơi. Đúng đó. Oh no. Em vào đó. Tất dưỡng có cái gì phát biểu mà muốn chia sẻ không? Mình rất buồn khi năng lực của mình nó không được thực hiện. Nhưng mà thôi cuối cùng mình cũng hết. Đặt kìa. Hôm nay anh tới đây anh chơi vui không anh? Mặc kéo xanh từ đầu. Ba lớp áo mà đến lúc sử dụng chức năng thì vô dụng. Không được xài. Mà rất là ngố ấy. Thầy cứ thề luôn. Không phải, Đạt Kiêu là kiểu thật thà quá. Đúng rồi. Bị đội này danh ma lợi dụng. Thôi trao lại cái này cho. Nãy anh dở Đạt Kiêu là chơi rất là. Này bây giờ bay cái tóc giả ra nhá. Nhưng mà hồi nãy đấy nghĩa là anh á phải cỡ hết áo ra luôn. Nước bí mật dành cho người thật thà nhất ngày hôm nay. Đấy. Tặng cậu thêm mấy chùm tóc tôi vừa bị rơi ra đấy. Nhiều tóc quá. Mở tay. Cảm ơn bạn Đạt Kiêu đã đến lớp mình học. Cảm ơn Đạt Kiêu nhiều nha. Cái lớp mình hôm nay hơi mệt. Mệt luôn á, tại vì bạn nhìn đô quá. Rồi. Thôi. Tôi mệt quá rồi, tôi đi về đây. Yeah, các bạn ơi. Về các bạn ơi. Ủa? Bye bye các bạn. Bye em. Bye bye. Hôm nay 2 giờ nha anh em. 2 giờ hả? 2 giờ đi chơi net à? Đúng rồi. Cô đi học ở đây nữa. Ủa? Cái gì? Cô chuyển trường cho cô đi. Ôi! What? Cái gì vậy? Cái gì vậy? Trời ơi! Chuyển trường hả? Không được, cô đi không được đi. Bao giờ đi vậy? Hả? Cho tụi tôi đi nha. Sao mày không nói? Để chúng ta mãi là lớp học hoàn mỹ, nhà trường phát động lời kêu gọi giải cứu cô đi và Otis. Ủa, Otis đâu sao đâu mà giải cứu. Ủa, tại sao? Đừng chưa có huy hiệu. Hãy giúp đỡ cô đi và Otis đạt được huy hiệu học sinh xuất sắc trong ngày hôm nay. Ủa? Ủa, nhưng mà tôi thấy giải cứu Otis đúng hơn á. Đúng rồi, tôi thấy nhiều danh hiệu mà. Ôi kìa. Ôi, xinh thế. Ôi kìa. Ờ. Ủa, hôm nay không có ai ta? Lớp mình bị càng hình. Mò hình nhưng không nhìn thấy nhau. Trời. Alo. Hello. Nhưng mà mọi người bảo là hôm nay đến giờ này là sẽ nhìn thấy. Là sẽ có ai. Không có thấy ai luôn á. Mấy giờ mở cửa ta?